FM. Hôm nay chúng ta sẽ cùng thảo luận với nhau về cái phương pháp tháo và lắp một cái kim phun. Chúng ta biết rằng là kim phun nó có hai loại. Cái loại thứ nhất là nó có nhiều lỗ tia, và cái loại thứ hai là có một lỗ tia. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái cách tháo cái kim phun một nhiều lỗ tia này trước. Để tháo một cái kim phun thì đầu tiên các em sẽ phải xả cái phần áp lực của lò xo ra trước. Như vậy đối với một cái kim phun như thế này, chúng ta phải mở cái nắp này ra trước, chứ chúng ta không được mở cái phần đầu kim này ra, bởi vì chúng ta cần phải xả cái áp lực lò xo ra thì chúng ta làm mới đúng phương pháp. Đầu tiên chúng ta kẹp cái kim phun lên trên ê tô. Các em cẩn thận, khi mà kẹp cái kim phun lên trên ê tô thì chúng ta phải lựa cái nơi nào kẹp để tránh làm móp kim. Chúng ta mở cái nắp chụp của lò xo ra. Chúng ta dùng cái tù vis, chúng ta mở cái vis chỉnh áp lực của lò xo. Đây là cái con vis dùng để chỉnh áp lực lò xo khi chúng ta thực hiện cái bài tập chỉnh áp lực của kim phun. Chúng ta mở cái nắp này ra. Đây là cái lò xo của kim phun. Đây là cái phần cây đẩy. Sau đó chúng ta mới quay cái kim lại, chúng ta kẹp lên trên ê tô. Dùng chìa khóa thích hợp, chúng ta mở cái đầu kim ra. Đây là cái nắp chụp. Đây là cái đót kim. Và đây là cái van kim. Để các em cẩn thận khi chúng ta tháo chi tiết này ra thì hai cái chi tiết này nó không lắp lẫn với nhau được. Vì vậy khi chúng ta tháo ra chúng ta phải cẩn thận để cho chúng thành cặp. Đây là hai cái chốt dùng để định vị cái đót kim. Chúng ta biết rằng là ở trên đây nó có hai cái lỗ để định vị. Đây là hai cái chốt để định vị. Và như vậy chúng ta đã tháo xong một cái kim phun có nhiều lỗ tia. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục xem cái cách tháo kim phun một lỗ tia. Thì cái kim phun một lỗ tia, cái phương pháp tháo nó đơn giản hơn rất nhiều, và chúng ta cũng không hoàn cần phải chú ý cái tháo cái nào trước cái nào sau, bởi vì ở đây nó chỉ có một nơi để tháo duy nhất. Chúng ta kẹp cái kim lên trên ê tô. Chúng ta tháo cái đầu nổi ra trước. Đây là cái lò xo của kim phun. Đây là cái cây đẩy. Đây là chỗ nối. Và đây là đót kim và cái van kim. Như lúc nãy chúng ta cũng mới vừa nói thì cái phần đót kim và cái van kim này
không được lắp lẫn với nhau. Cho nên khi chúng ta tháo ra, chúng ta phải cẩn thận không được lẫn lộn với các cái kim khác. Như vậy là chúng ta đã cùng thảo luận về cái phương pháp để tháo một cái kim phun. Thầy Thân Ái chào các em.